Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, ngày mùng 1 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hương Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Luật thi đua khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004. Luật đã được sửa đổi bổ sung năm 2005 và năm 2013. Sau 17 năm thực hiện, luật đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, luật cũng bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn tại hội nghị các đại biểu đã phân tích những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện luật thi đua khen thưởng thời gian qua đồng thời tham gia một số ý kiến về quy định tiêu chuẩn danh hiệu gia đình tiêu biểu quy định tiêu chí cụ thể rõ ràng hơn với các danh hiệu huân chương hồ chí minh huân chương lao động hạng nhất hạng nhì hạng ba và một số ý kiến về việc sử dụng câu chữ để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật